mình mặc đồ đỏ nên mình thích ăn kẹo màu đỏ. Tên 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 tên. Mình mặc đồ màu kem, thích kẹo màu kem, tên 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 tên. Mình mặc đồ màu vàng cho nên mình thích ăn bánh màu đỏ. Tên 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 tên. Sao nó không thích ăn kẹo ta? Tại mình không thích ăn kẹo súng răng. Hình như em bị cảm rồi. Rồi có sao không? Cảm thấy nhớ cô Quyến. U mẹ nha. Wow. Bị cảm kiểu này tốn tiền lắm nghe. Ai út mà. Phần tiếp theo. Ăn không? À, tôi không ăn chay được. Ăn miếng đi. Có cay lắm đâu. À, cắn một miếng rồi đó. Phần tiếp theo. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Mình nói ông cay cay muốn chết. Mình nói ông cay cay muốn chết. Phần tiếp theo. Nhân à, vô mẹ cho bánh nè con. Wow. Con hai bạn kia nữa kìa mẹ. Yeah. Vậy thì con chia cho hai bạn ăn nhớ. Wow. Hai bạn ơi, hai bạn yêu với mình đi. Hai bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.